con vô nấu mì ăn ấy chú. Mà con ở đâu mà nấu mì? À, con giữ dịch bên Mỹ An ấy chú. Là đi giữ dịch mướn hay sao? Dịch mướn. Ừ, rồi sao nữa con? À, mình lùi dịch đi ăn ấy chú. Ừ. Xong rồi sáng mà con vô đói, xong rồi vô nấu mì. Xong nó hết chay ra. Ừ. Chay ra mới vô xong rồi con ngồi là nó nổ cái phình. Xong rồi nó banh cái chạy xong rồi con hết thấy đường luôn. Là cái chai ga mới hay chai ga cũ con? Chai ga cũ nó hết xong bữa giờ hai chai ga mới mình mồi đó chú. Là cái đó là cái kêu bằng cái bếp ga mini đó ha. Dạ. Chàng ơi, rồi sao nữa con? Xong rồi mình mồi lúc hộp quá chú. Là còn nó nổ liền. Nó nổ phình lên nguyên cục lửa mà con cá mắt con không thấy đường. Chàng ơi, là lúc đó con đang giữ dịch ở ngoài đồng hay sao? Dạ, con trong trại nấu mì chú. Ừ. Rồi sau cái tiếng nổ đó thì con làm sao? Con giật mình, còn con chạy ra, còn con kêu ba con. Ừ. Là con chạy ra con kêu ba con. Nhưng mà con đang ở trong cái chòi giữa đồng. Rồi ba con ở đâu mà con kêu? Ba con cũng giữ dịch cũng hơi xa chút. Con chạy ra ngoài con kêu ba con. Xong rồi ba ông chủ ông đưa tiền ba con. Xong rồi ba con chở đi bệnh viện. Chàng ơi chàng. Nhưng mà từ đó tới giờ con có dùng cái đó chưa, mà con có dùng cái bếp ga đó chưa mà con biết cách xài? Dạ con cũng có thấy ba ăn nấu cơm thường ngày mà ba ăn bạc đó chú. Ừ. Xong rồi con vô nấu mì ăn á. Có nghĩa là khi mà con vừa mồi hột quẹt thôi. Dạ. Là bắt đầu là nó làm một cái phinh liền. Là cháy cái chòi luôn hả con? Dạ. Chàng ơi chàng. Nhưng mà khi con chạy đi như vậy rồi con có đau không? Cái lúc mà nó nóng trong người khó chịu. Nó nóng dữ lắm hả con? Ừ. Là con ngồi xổm vô cái bếp luôn hả sao? Dạ, con cũng ngồi cái bên còn con canh nước sôi chú. Là vừa mồi là nước chưa nấu nữa là bắt đầu là nó xảy ra sự cố đúng không con? Là nước chưa có nóng mà sao con lại đến nông nổi này dữ vậy? Mình nó chai ga nó sắp hết con không biết chú. Xong rồi nó hết, xong rồi con nhắc nước xuống con, xong rồi con hai chai ga. À. Hai chai ga xong rồi con ngồi nó phật lửa qua. À. Xong rồi nó nổ. Chàng ơi chàng, có nghĩa là hai chai ga ban đầu thì con nấu nước đã nóng rồi. Rồi con mới hết ga, rồi con mới thay chai ga mới. Thay chai ga mới thì nó phật qua là nó nổ cái chai mới hay là cái chai mà hết ga rồi con? Cái chai mới á chú. Chàng ơi chàng. Mình cắn rồi á. Ừ. Xong rồi mình mồi hướng mình đặt không cháy đó chú. Ừ. Mồi nó phật và nó nổ lên. Nó phật ngược qua cái bình. Rồi sao con không tắt liền? Còn nó nổ liền chú. Vừa phật qua cái bình ga là nó nổ liền luôn. Dạ. Chàng ơi, sao thường chú thấy là nó sẽ phật ra bình ga là khoảng 5-10 phút gì đó nó mới nổ mà ta. Còn nó nổ bất ngờ mà con không biết luôn. Chàng ơi chàng. Nhưng mà có một điều chú thắc mắc nè. Là con nói là con năm nay là chỉ mới 13 tuổi thôi mà con phải đi giữ dịch mướn á, rồi sao con không đi học sao? Con phụ tiếp ba con. Là sao? Là con bằng tiếp ba con á, đặng kiếm tiền đưa cho hai đứa em đi học. Chàng ơi chàng. Là ba con nghèo hay sao? Dạ. Chàng ơi chàng. Là cha con với con có nhà cửa gì không? Dạ không có, ở nhà bà ngoại. Ở nhờ hả con? Dạ. Ở đậu nhà bà ngoại? Dạ, mình cắt nhà hiếc, bà ngoại cho miếng đất cắt nhà hiếc. Ừ. Rồi bây giờ là con là vì lo lắng thương hai đứa em gái của con. Dạ. Cho nên là con mới xin ba nghỉ học để đi làm. Rồi mới xảy ra cớ sự như vậy ha. Dạ. Là con nghỉ học được bao lâu rồi? À, cũng mấy năm lâu đó. Ừ, nhưng mà con đi làm lâu chưa? Dạ, cũng lâu. Ừ. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý vị khán giả. Thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Ngôn đang có mặt tại huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Vừa qua quý vị khán giả thì Ngôn nhận được một thông tin từ người dân có báo cho Ngôn biết là một gia đình có hai cha con đi giữ dịch mướn đang ở ngoài đồng quý vị khán giả. Tuy nhiên người con á, thì đang trong chòi lo nấu một gói mì để mà ăn. Tuy nhiên cái bình ga mini nó bỗng dưng là xảy ra sự cố, dẫn đến tình trạng là cháu bé hiện tại là đang bỏng rất là nặng ạ. Dạ. Và hiện tại thì Ngôn cũng đang có mặt gần nhà Bây giờ thì Ngôn xin mời quý khán giả cùng với Ngôn mình cùng vào gia đình cũng như là hỏi thăm sự việc nó như thế nào và hoàn cảnh của gia đình là đang gặp khó khăn gì để mà tìm cách hỗ trợ giúp đỡ như quý khán giả. Dạ rồi, bây giờ thì Ngôn xin mời quý khán giả cùng với Ngôn vào thăm gia đình. Dạ, thì bây giờ Ngôn cùng với Thanh Trúc xin mời quý vị khán giả mình cùng tiến vào gia đình để hỏi thăm hoàn cảnh như thế nào quý khán giả. Dạ, em xin chào anh ơi. Dạ, em chào mấy anh ạ. Dạ, con chào cô nghe cô. Dạ. Dạ. Chàng ơi, chàng bé nó bị như vậy đó hả anh? Dạ. Dạ. Anh ơi, thì dạ, nói chung á, ngày hôm nay á, em được sự giới thiệu của bà con á, dạ, có cho biết á, là gia đình mình vừa xảy ra một cái biến cố anh. Dạ. Cho nên là mấy anh em á, mới xuống đến đây nè, dạ, để hỏi thăm cũng như là tìm hiểu về sự việc á, dạ, để mình cùng nhau tìm cách để mà giúp đỡ cho gia đình, hỗ trợ cho gia đình đó anh. Dạ. Dạ, thì anh cho phép mấy anh em được phép ghi hình, dạ, cũng như là phỏng vấn gia đình mình nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Cô có thể lên ngồi kế anh trai cho con hỏi thăm luôn nha cô. Dạ, dạ, dạ. Anh trai cho em hỏi thăm nè. Anh trai là như thế nào với cháu bé mà đang nằm với anh? Mà tại vì hai vợ con cũng đi mần mướn cho người ta đó anh. Dạ. Rồi cái nhỏ nó vô nó nấu mì, nó ăn rồi nó bị bếp ga nổ cháy vậy đó anh. Chàng rồi ơi, em cũng cầu cứu bên ông mạng giúp đỡ cho con em có tiền trị bệnh đó vậy đó. Rồi sao mà anh không đưa cháu vào bệnh viện mà lại để cháu ở nhà? Mà có đưa vô bệnh viện rồi mà vô đó mà chạy giết ra hết ra tiền rồi bắt buộc xin xuất viện về nhà mình điều trị anh ơi. Và không có tiền bỏ vô bệnh viện người ta và ta cũng không có điều trị gì. Chàng ơi chàng. Dạ. Coi như là anh là cha ruột của cháu ha. Dạ, cha của bé Kỳ. Ừ. Là cháu bị như vậy là bao lâu rồi anh? 10 bữa anh. 10 bữa nay ha. Dạ. Ừ. Anh cho em hỏi thăm nè, cái sự việc ngày hôm đó đó là nó diễn ra như thế nào anh? Mà hôm đó em cũng truyền dịch ở ngoài đồng, còn con vô nấu chạy cũng kế bên bên á, nó nấu rồi không biết làm sao mà lúc ra nó nổ cái hình cái nó chạy ra cháy tóc, cháy lông mày đổ chân lỗ tai bị phỏng mà với hai cái giò vậy ra nói gì chụp chở đi bệnh xá thì kêu về huyện Lấp Vò cái chuyện ảnh xuống với Lấp Vò tốn tiền với mấy triệu rồi thấy không xong người ta kêu chuyển lên bệnh viện Sa Đéc. Nhưng mà đi chừng dịch là anh nuôi dịch hay sao? Đi chừng mướn cho người ta anh, hai cha con bằng mướn người ta. Hai cha con đi giữ dịch mướn hả? Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi cô là như thế nào của cháu cô? Ngoại. Cô là bà ngoại của cháu hả cô? Ngoại nuôi hổm vậy tôi nuôi với mới vừa sáng về tối giờ tối. Dạ. Rồi bác sĩ nói nè, thôi giờ không có hiển rồi nói thôi giờ bớt rồi thôi cho nó về đi mẹ mua thuốc sức thêm vô nó. Ừ. Bị gì chú biết không? Hai bữa là chú đóng bà 2 triệu lúc thì chú giữa nó là chạy mấy triệu bạc á. Ừ. Là một ngày là tốn mấy triệu bạc. Ừ. Chàng ơi chàng. Rồi anh đi giữ dịch mướn rồi làm sao có đủ tiền để mà lo cho cháu nằm viện anh? Hàng chi mà đâu có đủ tiền đâu, rồi cái vợ đi xin người này người kia rồi bà con xuống viện ta cũng giúp được mớ, ta giúp có phần nào thấy khả năng lo hết nổi bắt buộc xuất viện xin xuất viện về luôn. Ừ. Ừ. Thì nói chung á, em cũng được sự giới thiệu của bà con á, à, có cho biết á, là tại gia đình mình á, là cũng vừa xảy ra sự việc như là anh vừa kể vậy đó. Yeah. Cho nên ngày hôm nay mấy anh em mới trong đêm luôn mới yeah, tìm đến gia đình mình yeah, để tìm hiểu về sự việc. Hiện tại á, anh bác sĩ nói á, nếu mà không có tiền để mà điều trị tiếp tục cho cháu á, anh thì cái tình trạng sẽ dẫn đến như thế nào anh? Dạ, vì em sợ nó bỏ vô chồng rồi sợ nó nguy hiểm rồi ấy đồ em bắt buộc em trở về nhà này rồi em mua thuốc rồi bà con xuống viện ta đây ta kêu nó giờ không có tiền chuyển nó về nhà đi rồi từ từ điều trị nó sau. Bây giờ bỏ vô bệnh viện bây giờ bác sĩ nó cũng đâu có trị đâu không có giấy tờ gì hết trơn luôn, nhà cửa còn không có ở nữa, mượn tiền bạc ai cho? Ừ. Không, đòi bảo hiểm mình đâu có bảo hiểm đâu. Là anh chạy dây mượn mà không ai cho hết hả? Không ai cho, tại vì mình không có ruộng, không có đất, hai cha con bằng tháng có 7-8 triệu bạc mà ai khả năng đâu người ta cho. Ta đâu có cho mượn đâu. Rồi cha mẹ anh thì sao? Cha mẹ bên nội á gì cũng khổ luôn, rồi bên ngoại cũng khổ luôn, bên nội cũng góp sách xin người này người kia cũng được 2-3 triệu. Mà nội cái tiền bệnh đó, mấy bữa nay mười mấy 20 triệu rồi, em chạy cũng không ra. Rồi bây giờ bác sĩ ta kêu đóng hoài, hai bữa đóng 2 triệu rồi, tiền đâu rồi em đóng không nổi. Là mình bóp bụng mình đưa con trai mình về luôn. Đưa về luôn. Nhưng mà anh có suy nghĩ đến cái tình trạng là nó sẽ diễn biến nặng hơn khi mà anh đem về nhà không? Dạ, cái chuyện đó em cũng chưa biết, nó thấy nó còn thẹo dít tùm lum ở chân chỗ này nè. Khi mà anh á, là một người cha á, dạ, mà thấy con trai mình á, là phải nằm trong cái cảnh đau đớn như vậy nè, mà mình thì bất lực không có tiền, dạ, để mà chạy chữa cũng như là cứu giúp cho con mình đó anh. Dạ. Rồi lúc đó trong lòng anh cảm thấy như thế nào anh? Trời ơi, em buồn, em khóc, em năn nỉ người này người kia mượn tiền dữ dằn lắm anh ơi. Mà người ta cũng cho mà 500 triệu rồi gom góp lại đi qua đóng tiền án phí, nó không có đủ đâu chân. Hai vợ chồng đi xin người này người kia rồi dữ dằn lắm anh ơi. Bây giờ hoàn cảnh nó quá trời khổ luôn, không có ruộng, không có đất, không có nhà. Cái nhà này cái gì của bà vợ ở ké đây, rồi em đi mằng mướn rồi cho hai nhóm con gái đi học. Một đứa gì nó học được lớp 2, nhỏ kia học được mẫu giáo, thằng anh nó gì bị tai nạn này nè. Chàng ơi, chàng bây giờ còn thêm 2 người con gái nhỏ nữa. Hai đứa con nữa. 2 nhỏ đưa học sáng rồi. Bây giờ là cha đêm mằng không được rồi. Dạ. Còn gặp phải con mình nằm như vậy là không có tiền rồi, mà còn phải lo lắng cho 2 người con gái nhỏ nữa. Dạ. Mà mằng tháng có 6-7 triệu rồi, con nó thấy vậy à, mằng không đủ tiền nuôi rồi nó xin mẹ nó nghỉ học theo ba nó mằng quá. Mằng có 1 tháng rồi bị tình trạng như vậy luôn. Trời ơi, là mới đi mằng được 1 tháng á. Dạ, quá có 1 tháng à, nhỏ nó bị tai nạn như vậy luôn rồi, hàng chi giờ quá khổ rồi. Em nhờ người ta giúp đỡ dùm, mấy anh đồng mạng nào giúp đỡ dùm cho gia đình em thoát qua cái nạn này, cho con trai em thoát qua nạn này em cũng mang ơn. Dạ. Hồi nãy em có nghe nhắc đến là anh phải là chạy dây cũng như là đi xin đi mượn á. Dạ, dạ. Là hạ mình xuống đi xin tiền, dạ, luôn hả anh? Dạ, em đi xin, em điện người này người kia khóc lóc rồi mượn rồi, người gì người ta thương gì người ta cho, người gì người ta không có tiền người ta cũng than nó khổ, năm nay người ta mà ăn không được. Này mà khổ lắm. Là xin những người quen hay sao anh? Dạ, xin người quen, người lạ mình cũng xin luôn. Vợ gì đi theo cái chợ xin, nói hoàn cảnh rồi quạ ra 3 tấm hình này cho ta coi vậy ta không tin. Là vợ anh, dạ, là phải cầm theo 3 tấm hình của, dạ, con trai mình. Dạ, quạ ra rồi ta không tin đó, để đi lang thang ngoài chợ để, dạ, xin thôi. Dạ, mà tự anh mình nói vậy đâu ai tin, phải làm gì có giấy tờ chứng người ta không tin. Cái mặt này chú đỡ chú dòm có nói phỏng về tôi chưa trước á, mặt mày dùm như ông quân công cho nó gian mặt mày thằng nhìn thú da. Chàng ơi, chàng. Bữa nay lột lớp về đó. Là từ trước tới giờ anh với vợ anh có từng đi xin tiền như vậy chứ? Dạ không, tại vì chuyến này mà vô cái thằng nhỏ bị phỏng này em, vợ chồng em cũng đi xin cái chặng này. Hồi đó giờ gì nói chung ra mằng gì cũng gắng lo, có nhiêu mình ăn nhiêu vậy đó anh. Mà chuyến này con nó bị cái này quá trời rồi, khả năng lo không được rồi, cái gì hèn chi giờ em đi gắng đi xin xỏ người ta nuôi, gắng nuôi nó cái này anh ơi. Khi mà anh xin người lạ đó rồi, dạ, anh nói như thế nào, anh có thể kể lại cho em cùng quý vị khán giả được biết không anh? Dạ, xin gì nói gì có 1 con, 2 con đi mằng mướn vậy đó, cũng hoàn cảnh khổ mà anh bệnh viện á, vì có tiền người ta điều trị, không có tiền gì người ta bỏ. Xin mấy anh mấy chú mấy bác, anh chỉ có tiền cho em 50-100 ngàn em điều trị cho con em, rồi nhầm người ta móc ra cũng cho 50, 20, 100 có anh. Chàng ơi, dạ, ta thấy người ta thương người ta nói rồi hình bọng đâu đem chứng cớ người ta coi, rồi em chụp mấy tấm hình vô điện thoại rồi em quạ ra 3 tấm hình rồi người ta thấy người ta không tin. Dạ. Tự anh mình nói khơi khơi bằng cái miệng người ta không có tin anh. Chàng ơi, ngoại ơi, dạ, ngoại cho con hỏi thăm nè, ngoại cảm thấy như thế nào á khi mà con gái cũng như là con rể mình đó ngoại, dạ, phải hạ thấp mình xuống để đi xin từng ngàn của mọi người đó ngoại, rồi lang thang đầu đường xó chợ để mà xin đó ngoại. Chứ chú không tiền, chú phải bóp bụng, chú phải chịu đi sao giờ. Lúc đó trong lòng ngoại như thế nào ngoại? Không tiền, nó nghĩ người ta xin tiền chứ làm sao vậy? Chàng ơi, chàng. Con nghĩ chắc lúc đó trong lòng ngoại rất là đau hả ngoại ha? Bắt buộc phải dám chịu chứ sao giờ. Vì chứ mình nghèo khổ, không có đất cát rồi mà không có ai chơi, mình phải bắt buộc mà mình phải hạ mình xuống xin người ta chứ sao giờ. Cô bác ai cứ nghĩ tình ta thương người ta cho mình. Chàng ơi, chàng. Thưa quý vị khán giả, một người cha cũng như là một người bà ở quý vị khán giả, yeah, phải hạ thấp mình xuống, năn nỉ cũng như là cầu xin từng người để mà cứu cháu mình cũng như là con mình đó quý vị khán giả. Thật sự mà nói là Ngôn cầm lòng không được luôn thưa quý vị khán giả. Nhà ngoại ơi, ngoại cho con hỏi thăm nè, nhà mình thì con được biết là cũng là nhà nghèo đó ngoại, đang gặp rất là nhiều khó khăn đó ngoại. Nhưng mà khi xảy ra cái biến cố như vậy nè ngoại, rồi tiền lấy đâu ra để mà chăm lo chạy chữa cũng như là cơm nước hàng ngày ngoại? Ta thấy tình, ta nghĩ tình, ta thương, ta cho mình chút đỉnh vậy đó. Người này cho, người kia cho vậy đó. Cho rồi đủ không ngoại? Thiếu, vậy đủ. Người cho 500-300, người cho 200, người cho 300. Chàng ơi, chàng. Nhưng mà sao ngoại không nhờ anh em bà con của mình ngoại? Nghèo quá trời làm sao giờ. Mà là năm rồi nó mừng được hôm nay thất bại rồi. Cái đứa nó cũng nghèo nữa. Chàng ơi. Nó đi mướn người ta. Coi như là bà con bên ngoại là ai cũng nghèo hết. Nghèo chứ không phải là riêng anh mình lên ngoại. Anh dạo có ăn cũng đỡ, nghèo khổ không. Hồi nãy em nghe anh trai nói là có đi vay mượn mà người ta không tin mình, ta không cho mình vay hết. Dạ không anh, mà mình phải quạ ra bà con người ta kêu, người ta nói là kêu chụp mấy tấm hình đó, đi ngoài rửa ra rồi cầm rồi xin người ta thấy trước mắt rồi người ta cũng cho tiền tự anh này ra nói khơi, người ta nói giờ tầm lum hết, người ta không cho mình lấy tấm hình, tấm bọng rồi mình quạ ra mình xin tiền, người ta cũng cho người vài chục vậy gom góp đóng tiền cho bệnh viện vậy đó anh ơi. Cái lúc mà người ta không đồng ý cho tiền anh á, người ta nói anh gạt á, dạ. Là lúc đó có người nói không anh? Cũng có người nói, người ta nói hà mà xin mà không có vật chứng gì ai cho. Là nói ngay anh luôn hả? Dạ, rồi cái em rồi trời, cái em lấy cái điện thoại ra rồi em cho ta coi, người ta thấy vậy ta không tin rồi ta nói anh tí anh vậy đó, rồi ta chỉ hướng dẫn chỉ đi ra rửa 3 tấm hình đó đi, rồi anh cầm anh đưa lên nó này con này, hoàn cảnh khổ vậy đó, người ta cũng chỉ thêm xóm ghiền của bác ta chỉ thêm. Là lúc anh với vợ anh đi sinh, dạ. Là mẹ vợ của anh là người kỳ. Nuôi cháu trong bệnh viện. Dạ, nuôi Sa Đéc rồi hai vợ chồng đi về cũng đi xin tiền mượn chác người này người kia vậy đó anh. Nhưng mà anh cho em hỏi thăm nè. Dạ. Hồi nãy anh có kể là anh cùng với con anh, dạ. Là đi giữ dịch mướn, dạ. Cho người ta, dạ. Rồi xảy ra cái sự cố như vậy, dạ. Thì nói chung là cũng là do cái vật liệu mà người ta cung cấp cho mình, cái dạ. Đồ mà người ta cung cấp cho mình là nó không có đảm bảo chất lượng, dạ. Thì mới xảy ra cái sự cố như vậy nè, dạ. Rồi người chủ anh mướn cha con anh á, dạ. Có giống như là người ta có nói năng gì với gia đình mình không anh? Có, người ta cũng điện hỏi thăm đồ rồi ta cũng hoàn cảnh ta nuôi dịch cũng không đẻ chữa gì, ta cũng giúp đỡ cho vài triệu, lúc gì nhập viện ta cũng cho 3-4 triệu cho nhập viện vậy đó. Rồi ta cũng điện hỏi thăm đồ, ta nói để không phải mà dịch ta để nhiều người ta còn giúp đỡ nữa, ta cho thêm mà giờ ta cũng khổ, tiền thức ăn thức bọng người ta lo cũng không có, ta cũng có điện hàng ngày ta hỏi thăm. Như vậy là người chủ là có chi ra cái số tiền là vài triệu. Dạ, cho được vài triệu. Trời ơi, bị đến nông nỗi này mà cho chỉ vài triệu dạ. Thôi. Nếu mà người chủ mà biết thương giống như là người công nhân của mình á, dạ. Thì đưa những cái vật liệu á, nó an toàn, nó bảo đảm an toàn á, dạ. Thì em nghĩ rằng đâu có đến nỗi hen ha. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà cháu nó vào mở cái bếp ga thì nó dẫn đến sự kiện như vậy, em nghĩ chắc nó cũ lắm rồi sao anh không biết sao? Mà thường ngày cũng nấu vậy, cha con cũng nấu vậy, ăn sống hàng ngày đó mà sao mà xui khiến còn có một ngày nữa hai cha con đã về nhà rồi, dịch người ta vô gọi về rồi mà sáng lại 8-9 giờ nó đói bụng rồi cái nó chạy vô nó nấu mì ăn, không biết nó chống làm sao em dòm dịch ở ngoài vậy, nổ cái hình vậy nó chạy ra nó cho hay cháy chạy luôn rồi. Cháy chạy luôn hả anh? Cháy cái chạy chính giữa, cục lửa lên để cháy chạy chính giữa luôn. Lớn vậy ta? Ừ, bếp ga nhỏ chai mới rồi, nó nói quấy thay chai mới vô. Chai mới mà sao nổ được ta? Mà nó không biết cách sao. Nó dặn không kỹ á, nó vô chưa có kỹ vô cái ấy á. Người ta nói vậy đó, nó nói thằng này nó cho vô. Bỏng bố mặt mày nó bỏng, em nói anh là không có còn cái gì hết trơn rồi mà. Rồi nó cũng hơi đỡ nè, em thấy rồi cái bác sĩ người ta kêu hôm qua lên người ta kêu giờ anh phải đóng vô 2 triệu nữa, ình đây 2-3 ngày nữa ta điều trị. Mà em than nói giờ không có tiền em xin làm giấy xuất viện, giờ thí dụ giờ em đem về nhà em điều trị từ từ mà bây giờ bỏ ở đây á vì không có tiền điều trị. Rồi em xin vậy đó, có gì hoàn còn trách nhiệm con em chịu. Đó, rồi bác sĩ vậy cho xuất viện đem về. Có nghĩa là anh cam kết với bác sĩ là nếu xảy ra sự cố gì là anh tự hoàn toàn chịu trách nhiệm luôn. Dạ. Nhưng mà anh có biết rằng khi anh ký cái tờ giấy đó đó là có thể là anh là người chính là người làm ảnh hưởng đến con mình không? Dạ. Cũng biết mà có cái giờ hoàn cảnh nó quá khổ rồi, tiền bạc bây giờ chạy không ra nữa. Thí dụ giờ anh bỏ hình vô bệnh viện á, vì bác sĩ ta cũng không có điều trị cho nó, ta có điều trị đâu, bỏ hồi lăn hồi lóc chổng nó cũng bệnh đó à. Rồi thí dụ giờ về nhà vậy, thí dụ giờ mình đi gán màn kiếm ngày trăm mấy mua thuốc mua bọng sức cho nhỏ từ từ anh. Chàng ơi chàng. Rồi lớp bà con cái nữa. Thôi bây giờ như vậy đi, trong ngày hôm nay nè thì mấy anh em của em nè, em cùng với Thanh Trúc nè thì cũng xuống thăm đến gia đình mình á. Em không biết rằng á anh có cái mong ước gì không, anh có thể trình bày cho em cùng với quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân gần xa đó được biết à? Dạ em cũng lên cái clip này mà em gửi cho mấy anh mấy chị vậy đó, mà cái gì hoàn cảnh em khó khăn vậy đó, xin mấy anh mấy chị mà cứ giúp đỡ dùm cho em một mớ mà em chỉ bệnh cho bé Kỳ nó mau hết bệnh cho nó đi mằng tiếp em nuôi mấy đứa em nó đầu nữa. Chàng ơi chàng, là cho cháu chống khỏi để đi mằng nữa ha. Dạ dạ, tại vì hoàn cảnh khổ hỏi anh, bây giờ mình nên em một người mằng 4 con mổ lấy gì em nuôi nổi. Mằng tháng 5-6 triệu à. Vợ với 3 đứa người con, hèn chi thằng trai nó xin nghỉ học nó đi theo mằng tiếp. Chàng ơi chàng, con đâu, nghỉ học đâu. Ngoại có mong ước gì không ngoại? Mấy chú là tôi có phần nói chứ mấy chú có thơm thảo thì mấy chú Hường Quân chú thơm thảo cho nó mới tiền cho anh chị bệnh cho hết, mà con cháu tôi cũng cảm ơn mấy chú. Chàng ơi, rồi còn bản thân ngoại sao ngoại không ước? Ước gì cháu mình nó bệnh thì mình lo sao cháu mình đi. Rồi hết gạo rồi sao? Hết gạo xin người ta ăn. Chàng ơi chàng, hổng gài có đi xin gạo chưa ngoại? Chưa xin. Chưa xin ha. Nhưng mà bây giờ còn gạo không? Còn ít. Rồi vài bữa hết rồi sao đây? Hết đi xin người ta. Là ngoại chuẩn bị sẵn tâm lý là đi xin gạo rồi đó ha. Hồi nãy người chợ cho so đó, giờ nhỏ này tính trở đi ngoại bật kia cho gạo một cô chục gạo với 100 ngàn. Chàng ơi chàng, khổ thân quá quý vị khán giả ơi. Dạ. Con vô nấu mì ăn đó chú. Mà con ở đâu mà nấu mì? Con giữ dịch bên Mỹ An đó chú. Là đi giữ dịch mướn hay sao? Dịch mướn. Rồi sao nữa con? Mình lùi dịch đi ăn đó chú. Xong rồi sáng mà con vô con đói, xong rồi con vô con nấu mì, xong nó hết chay ra. Chay ra mới vô, xong rồi con mồi là nó nổ cái phình, xong rồi nó banh cái chạy, xong rồi con hết thấy đường luôn. Là cái chay ra mới hay chay ra cũ con? Chay ra cũ nó hết, xong bữa giờ 2 chai ga mới mình mồi đó chú. Là cái đó là cái kêu bằng cái bếp ga mini đó ha. Chàng ơi, rồi sao nữa con? Xong rồi mình mồi nó phật quá chú. Là còn nó nổ liền, nó nổ phình lên nguyên cục lửa mà con cá mắt con không thấy được. Chàng ơi, là lúc đó con đang giữ dịch ở ngoài đồng hay sao? Dạ, con trong trại nấu mì chú. Rồi sau cái tiếng nổ đó thì con làm sao? Con giật mình, còn con chạy ra, còn con kêu ba con. Là con chạy ra con kêu ba con, nhưng mà con đang ở trong cái chòi giữa đồng. Rồi ba con ở đâu mà con kêu? Ba con cũng giữ dịch, cũng hơi xa chút cô. Con chạy ra ngoài con kêu ba con, xong rồi ba ông chủ ông đưa tiền ba con, xong rồi ba con chở đi bệnh viện. Chàng ơi chàng, nhưng mà từ đó tới giờ con có dùng cái đó chưa, mà con có dùng cái bếp ga đó chưa mà con biết cách xài? Dạ con cũng có thấy ba nấu cơm thường ngày, ba ăn bạc đó chú. Xong rồi con vô nấu mì ăn á. Có nghĩa là khi mà con vừa mồi học quẹt thôi là bắt đầu là nó làm một cái phinh liền, là cháy cái chòi luôn hả con? Chàng ơi chàng, nhưng mà khi con chạy đi như vậy rồi con có đau không? Cái lúc mà nó nóng trong người khó chịu. Nó nóng dữ lắm hả con? Là con ngồi xổm vô cái bếp luôn hả sao? Dạ, con cũng ngồi cái bên, còn con canh nước sôi chú. Là vừa mồi là nước chưa nấu nữa là bắt đầu là nó xảy ra sự cố đúng không con? là nước chưa có nóng mà sao con lại đến nông nổi này dữ vậy? Mình nói chai ga nó sắp hết con không biết chú. Xong rồi nó hết, xong rồi con nhắc nước xuống con, xong rồi con hai chai ga. À. Hai chai ga xong rồi con ngồi nó phật lửa qua. À. Xong rồi nó nổ. Chàng ơi chàng, có nghĩa là hai chai ga ban đầu thì con nấu nước đã nóng rồi. Rồi con mới hết ga, rồi con mới thay chai ga mới. Thay chai ga mới thì nó phật qua là nó nổ cái chai mới hay là cái chai mà hết ga rồi con? Cái chai mới á chú. Chàng ơi chàng. Mình gắn rồi á. Ừ. Xong rồi mình mồi hướng mình đặt không cháy đó chú. Ừ. Mồi nó phật qua nó nổ lên. Nó phật ngược qua cái bình. Rồi sao con không tắt liền? Còn nó nổ liền chú. Vừa phật qua cái bình ga là nó nổ liền luôn. Dạ. Chàng ơi, sao thường thường chú thấy là nó sẽ phật ra bình qua bình ga là khoảng 5-10 phút gì đó nó mới nổ mà ta. Con nó nổ bất ngờ mà con không biết luôn. Chàng ơi chàng. Nhưng mà có một điều chú thắc mắc nè, là con nói là con năm nay là chỉ mới 13 tuổi thôi mà con phải đi giữ dịch mướn á, rồi sao con không đi học sao? Con phụ tiếp ba con. Là sao? Là con bằng tiếp ba con á, đặng kiếm tiền đưa cho hai đứa em đi học. Chàng ơi chàng. Là có nghĩa là con thấy ba con làm lụng cực khổ quá cho nên là con mới nghỉ học để đi mần mướn phụ ba con, hay là ba con là kêu con là đi mần mướn? Cái này là tự con đi, ba con có kêu. Là tự con xin ba để đi ha. Cái lúc con xin ba để đi mần mướn ba nói như thế nào? Ba con không cho, xong rồi con xin ba dữ lắm, ba con mới cho đi. Chàng ơi chàng. Rồi con cho chú hỏi thăm nè. Nhưng mà con đang còn nặng như vậy nè, rồi sao con đi về nhà được chị? Bác sĩ cho về hay sao? Mình xin bác sĩ, mình họ không có tiền đó chú, mình xin bác sĩ về. Là con đúng lý là con còn đang nằm trong bệnh viện, nhưng mà do con không có tiền cho nên là xin bác sĩ về. Nhưng mà bác sĩ cho về không? Dạ. Hay là trốn gì à? Bác sĩ cũng cho về mà bác sĩ bảo mình về là có gì mình chịu, bác sĩ không chịu. À, có nghĩa là bác sĩ kêu mình hứa với bác sĩ là nếu mà bác sĩ cho về là có gì là con tự chịu. Nhưng mà con có biết rằng khi mà con đi về nhà như vậy á, là con sẽ ảnh hưởng cái vết thương con vì chưa lành đó, mà không có sự điều trị cũng như là sự chăm sóc của bác sĩ á, là nó sẽ dễ bị gây nhiễm trùng không con? Dạ, còn nó cũng nhiễm trùng đó chú. À. Ừ. Nhưng mà con có biết được cái điều đó không? Dạ có. Rồi con không sợ sao mà con lại đi về? Con cũng sợ. Rồi sao con về chứ dạ? Mà mình không có tiền đóng đó chú. Ờ. Là ba con nghèo hay sao? Dạ. Chàng ơi chàng. Là cha con với con nó có nhà cửa gì không? Dạ không có, ở nhà bà ngoại. Ở nhờ hả con? Dạ. Ở đậu nhà bà ngoại? Dạ, mình cất nhà hiếp, bà ngoại cho miếng đất cất nhà hiếp. Ừ. Rồi bây giờ là con là vì lo lắng thương hai đứa em gái của con cho nên là con mới xin ba nghỉ học để đi làm, rồi mới xảy ra cớ sự như vậy ha. Là con nghỉ học được bao lâu rồi? À, cũng mấy năm lâu đó. Ừ, nhưng mà con đi làm lâu chưa? Dạ cũng lâu. Ừ. Chàng ơi chàng, em gái con năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà con thương dữ vậy? Em gái kia còn con cũng không gọi. Em nhỏ kia con không nhớ nữa. Mà học lớp mấy? Em kia mẫu giáo, em gái con lớp 2. À, một em thì học mẫu giáo, một em thì lớp 2. À, cho nên là con thấy con thương, rồi con nghỉ học ha. Nhưng mà cho chú hỏi thăm là khi nghỉ học như vậy đó, con quyết định đó là con xin ba để nghỉ học á, để mà đi làm á, lo cho gia đình đó con. Là lúc con nghỉ học như vậy con buồn không? Buồn hả con? Ừ. Chàng ơi chàng. Ừ, con cho chú hỏi thăm nè. Rồi hiện tại á, là con về nhà như vậy nè, rồi hôm nay có thuốc để mà uống không con? Dạ, bác sĩ cũng ghi ra tấm giấy, còn mình cũng còn tiền mình mua thuốc uống đó chú. Rồi con nói là ba con không có tiền để cho con nằm viện nữa đó. Rồi tiền ở đâu ba con với mẹ con có để mà lo cho con mua thuốc uống? Xin người ta đổi chú. Là sao? là ba mẹ con đi sinh người ta rồi. Là lão bộ đi sinh đó hả? Chàng ơi chàng, là ba và mẹ con phải đi bộ để mà đi xin người ta từng ngàn để mà mua thuốc cho con. Chàng ơi, rồi mấy bữa nay có đủ tiền mua thuốc cho con không? Dạ cũng không đủ lắm. Không đủ lắm ha. Rồi bây giờ trên cơ thể con như thế nào rồi? À, còn nó cũng đau nhất. Chàng ơi chàng, bây giờ là đau nhất ha con ha. Ngày hôm nay nè thì chú cùng với chú Thanh Trúc nè xuống thăm con á. Chú không biết rằng á, con có cái ước mơ gì không? Có thể trình bày cho chú cùng với quý khán giả được biết không? Ước mơ con chữa bệnh nó làm xong rồi con đi làm với ba con. Vẫn đi làm nữa hả con? Đi làm kiếm tiền chú. Chàng ơi chàng, sao con không lo cho bản thân con trước đi mà con lại ước mơ cho con khỏe lại để đi làm nữa? Đi làm kiếm tiền cho hai đứa em học. Chàng ơi chàng, thân con không lo mà con lại lo cho hai người em con. Chàng ơi chàng. Con trai, cái này chú hỏi thiệt nha. Con suy nghĩ như thế nào á mà lại đòi nghỉ học để lo cho em vậy? Cha con cũng lo được mà. Mà công việc đó cùng ba con cũng mà tiền ít mà hai người chừng cũng có nhiều mà mình nuôi em nữa, đốc tiền trường nữa. Sợ ba lo không có đủ tiền lo ha. Như vậy là ngày hôm nay cái ước mơ của con là ước mơ cho con có được một chút tiền để con mua thuốc con uống cho hết bệnh, cũng như là nhập viện trở lại ha, rồi để điều trị cho con, đặng con có sức khỏe lại, rồi con tiếp tục đi làm để lo cho cha và mẹ của con ha. Thưa quý vị khán giả, đây cũng là một lời cảnh tỉnh như quý vị khán giả. Khi mà mình sử dụng những cái loại bếp ga nhỏ, quý vị khán giả, bếp ga mini á, thì mình nên chú ý vào cái vỏ lon, nó có đạt đúng chất lượng hay không để mà sử dụng như quý vị khán giả. Anh trai ơi. Dạ. Anh trai cho em hỏi thăm nè, anh nghe con anh tâm sự như vậy đó, rồi trong lòng anh nghĩ như thế nào? Trời, em cũng rất buồn lắm ơi. Thì em muốn gơ từ giọt nước mắt, ngủ ngơi gì được mà không ra tiền gì. Con nó nói vậy thì em cũng buồn lắm. Tại làm cha mà lo cái trách nhiệm nó không tròn. Vì em cũng cứ cắn răng, em buồn dữ dằn lắm anh ơi. Mà hèn chi mà em nhờ cậy giúp Đoàn Quân giúp cho có tiền chở cho con Kỳ đi tới lui bệnh viện nó có tiền, sợ cái giò nó giật bị nhiễm trùng đồ hàng chi lên cái clip này mà nhờ Hùng Quân giúp đỡ dùm cho cha con có tiền chở nó đi trị bệnh tiếp. Thật sự mà nói á, anh là một người cha mà nghe được những lời tâm sự của con mình á, thật sự mà nói em thế vào cái vai của anh á, em chắc không kìm lòng nổi đâu. Như vậy là trong mấy ngày nay là anh luôn luôn là rơi nước mắt âm thầm với anh ha. Khóc trời ơi, có cái nhiều cái em ra ngoài chợ em xin tiền mà em khóc luôn. Mà hồi đó giờ không đâu có khóc đâu, ra chợ xin tiền mà khóc luôn, kiểu mình con tình trạng như vậy quá khổ rồi. Dù phải xin bà con cô bác người ta vậy. Chàng ơi, là từ hồi đó tới giờ là chưa có chuyện gì làm anh rơi nước mắt được. Nhưng mà gặp cái chuyện như ngày hôm nay thì anh bắt đầu là rơi nước mắt anh ha. Khóc rồi trời, ai cũng điện rồi mình xin tiền người ta, hai vợ chồng đi xin đầu này đầu kia đồ anh ơi, quá trời khổ. Khi mà anh lại anh vay mượn tiền người ta đó anh, mà người ta lại không cho mình vay mượn đó, lúc đó anh có giận người ta không? Không. Tại vì mình biết mình khổ, thí dụ giờ con mình vậy mình lại mình năn nỉ người ta, thí dụ người ta nói hoàn cảnh người ta cũng khổ khăn rồi, người ta không có tiền rồi em cũng vẫn cảm ơn người ta, dù muốn hay không em cũng vẫn cảm ơn người ta, rồi em đi tiếp nhà khác em hỏi mượn hỏi xin người ta. Rồi anh cho em hỏi thăm nè, nãy giờ mấy anh em vô á, sao chỉ thấy bà ngoại nè với anh với cháu thôi, rồi còn hai đứa cháu kia và mẹ cháu đâu? Vì sớm nó đưa mấy đứa nhỏ đi học ra ngoài ngoại rồi nó xin, nó đi vòng vòng nó xin tiền coi có được mớ nào không, về nó mua thuốc mua men đồ sức cho con nhỏ nè anh, tại vì xuất viện về vô mình bây giờ nó cũng đâu có còn tiền còn bạc gì nữa đâu, thì bắt buộc phải đi xin tiếp trăm nào đã trăm nấy về điều trị cho nhỏ, mua thuốc đồ sợ nó nhiễm trùng của giật nó nè. Chàng ơi chàng, là cháu bị giật hả anh? Dạ sợ nó, rồi về đây mình không có điều kiện, không có tiền mua thuốc đúng liều lượng nó, rồi cái sợ nó nhiễm trùng. Ừ. Nó giật nhỏ rồi mặt mày như vậy rồi không mua thuốc sức nó có thẹo nữa anh ơi. Chàng ơi. Thì em nhờ Hùng Quân giúp đỡ giùm em. Là bây giờ vợ anh là đang đi xin ở chợ. Dạ. Chàng ơi chàng, cái ngày đầu tiên mà bước ra để mà đi xin tiền á anh. Dạ. Mà anh là một người đàn ông á. Dạ. Từ trước tới giờ chưa từng xin ai bất cứ điều gì đó. Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên mà anh bước ra chợ anh xin đó, lúc đó trong lòng anh nghĩ về điều gì anh? Nghĩ tới con thôi, lúc đó không nghĩ gì, nghĩ tới con nó khổ vậy thôi. Mình đi xin tiền người ta, mình đừng ăn cắp ăn trộm người ta được, mình đi xin. Thí dụ giờ bà con cô bác ai giúp cho gì mình lấy cái nấy về tiền trị bệnh cho bác Kỳ. Hỏi anh 2 ngày tốn 2 triệu rồi mua cái miếng đắp vô cái giò nó 500 nó 2,5 triệu rồi tiền rồi bà vợ bà nuôi bên bản ba không dám ăn, bà đi xin cơm ăn không, bà mua hà tiện bọng mua đồ cho thằng Kỳ ăn cho cháu ngoại ăn không, bà không dám ăn uống gì hết trơn. Chàng ơi chàng, là bây giờ là không còn tiền để mua cái miếng đắp vô chân cho cháu nữa. Dạ, bây giờ không hết tiền rồi, không phải còn tiền em còn hình ở bên bệnh viện bên Bảnh rồi đâu xin xuất viện về đây làm cái gì. Là cái miếng đó mà mắc với anh tới 500 luôn. Cái miếng đỏ đỏ quấn hai cái giò nó với hai tay nó là 500. Nó không có dính vậy. Nó không có dính. Nó giữa nó không dính. Nó dính rửa khô lọc da. Ừ. 3-4 miếng nặng mới đủ 2 giò. Dạ. Khi mà ngoại thấy cháu mình nằm trong cái cơn đau như vậy nè ngoại, mà không có thuốc thang rồi để mà lo á ngoại, rồi trong lòng ngoại như thế nào ngoại? Buồn. Chàng ơi chàng, con nghĩ chắc trong lòng ngoại đau gấp 10 gấp 100 lần cháu đúng không ngoại? Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì một lần nữa cho Ngôn cùng với Thanh Trúc á, nguyện cầu mong sao á, cho quý vị khán giả hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình, chia sẻ cái video ngày hôm nay để cho hoàn cảnh của gia đình á, đến được với quý mạnh thường quân và sớm để mà cháu được hỗ trợ quý vị khán giả, để cháu có thể quay trở lại bệnh viện và những cái vết thương của cháu á, sẽ không có bị nhiễm trùng và không có trở nên nghiêm trọng hơn nữa quý vị khán giả. Bởi vì đôi chân cũng như là đôi tay quý vị khán giả và cái gương mặt á, là những cái nơi mà quan trọng nhất trên cơ thể của một con người quý vị khán giả. Nếu mà cháu mà nghiêm trọng ở đôi chân cũng như là đôi tay hoặc là gương mặt á, thì cuộc sống trở về sau của cháu á, sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên ngày hôm nay Ngôn cùng với Thanh Trúc á, nguyện cầu mong sao cho quý vị khán giả hỗ trợ giúp chia sẻ cái video để video được lan tỏa ạ. Dạ anh ơi, thì nói chung ngày hôm nay á, mấy anh em của em á, ghé thăm gia đình mình thì cũng thấy được cái sự khó khăn của gia đình mình. Thì trước hết á, là em xin phép quý mạnh thường quân là quý cô mạnh thường quân là cô Hồng sẽ được trích quỹ là 500.000 để gửi cho anh tạm thời á, là mua gạo cũng như là mua một ít thuốc cho cháu nó nha. Còn nếu mà cháu á, cùng với gia đình mình á, mà có đủ nhân viên nữa thì sẽ nhận thêm sự hỗ trợ giúp đỡ đến từ quý mạnh thường quân nữa nha anh. Cái này ai cho anh biết được, em cảm ơn người ta. Cái này là quý mạnh thường quân là của cô Hồng. Em cũng xin cô Hồng gửi cho bé Kỳ với gia đình em 500.000. Em cũng xin cảm ơn cô Hồng nhiều lắm. Con có lời gì muốn gửi đến quý mạnh thường quân không con? Con cảm ơn. Giỏi quá. Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha con. Để mấy chú cố gắng tìm cách giúp đỡ cho con cũng như là gia đình con nha. Dạ rồi, thưa quý vị khán giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, đến đây thì Ngôn cùng với Thanh Trúc xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Một lần nữa cho Ngôn cùng với Thanh Trúc xin gửi lời chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp.